Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947 640 046. Hết rồi, bỏ đi hết rồi.
cả, có con của mình nhỏ nhỏ. Xin mấy con bé bé. Tao nghi lắm. Em bắt được ấy. Chưa điều tra rõ. Chưa điều tra rõ. Vẫn còn lợn mợ bắt mấy con tiếp diêu đấy. Đây cua này. Con cua càng to cua đại bác thần trưởng này. Như kiểu càng cua như trang luôn. Bắt ở đâu? Bắt ở ruộng ấy. À nhầm, bắt dưới suối ấy. Điều lắm. Dũng. Làm món gì bây giờ nhỉ? À đây. Ok, thôi được rồi, hôm nay coi như ta bỏ 200.000 ra này. Hả? Coi như ta lỗ mất 200.000 rồi. Được món ngon là được. Anh em mình sẽ làm món à cua rang muối. Cua rang muối đầy lắm. Bây giờ thử. Cháu làm món cua rang ớt. Ừ. Cua rang muối. Đi. Về đi, không tổ đi. Thế làm gọi cua đây. Gọi gì? À mà cua này là cua của em chứ cua của anh à? Cả hai lít đấy. Nhưng mà anh phải trả em nửa cua nữa trong rồi em đưa tiền. Sau khi anh em mình lọc sạch, bây giờ phải lọc bỏ mấy con to mình. Thế nên là mình phải... Đấy. Bóc bỏ luôn cái này đi nhỉ. Bóc làm gì? Những con to. Anh được đáng lẽ ra cua rang muối là người ta phải bóc bỏ cái dưới này. Nhưng mà cua của anh em mình khá là nhỏ. Thế lại lọc bỏ mấy con to rồi. Nhưng mà trên đất cả con. Chơi cả con luôn. Không phải bọc. Răng ra. Từ từ. Tay tao mày. Ê mày đảo lên đi. Đảo 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 đi. Tay cho trời ơi, trời ơi. Có thể là không có đá để chơi. Hết rồi, chơi gì. Đấy. Đảo chưa. À, chưa to không lửa. À, đỏ. Đỏ luôn nhỉ. Đỏ đỏ. Ui, em ăn con càng to. Đừng lượt ấy, con này này. Đừng. Nhanh chín ra. Đang không. Đang đấy, đang đổi. Anh biết nhỉ, em lấy được rồi. Cho cái chậu kia vào đây. Làm gì đã chín. Chưa chín đâu anh ơi. Chưa chín. Ôi, anh còn chưa cho gia vị. Chưa. Làm gì đã đến giờ cho gia vị. Chưa cho đồ gì cả. Tươi không? Giòn không? Tùng đẹp không? Tươi không? Ê! Em muốn ăn con bạch tạng rồi! Cái gì? Bạch tạng! Ừ, cua bạch tạng, cua bạch tạng. Ui vãi! Sao hôm nay em nhìn không thấy con nào đâu bây giờ lại có nhỉ? Thế mà không để lại mà nuôi. Ồ, phí vãi! Cua bạch tạng, ăn thử cua bạch tạng cho đi. Mày vào lấy tỏi ở đây, bây giờ bắt đầu chiên tỏi đã. Tỏi á? Ừ. Ở đâu? Đằng kia. Ui dồi, cả cái gì đây? Haha, một củ giá. Hả? Không biết vậy. Thì em thử cho một con nhé. Ừ. Thấm chưa, thấm chưa. À thôi, thì em phải làm đủ món cho cái con bạch tạng. Con cua bạch tạng này, thì nữa em thử trước anh. Không được, anh cũng mất phần em rồi nhé. Mày vào cái mâm, lấy mâm đây chuẩn bị nè. Ngon. Anh thử một con cua đỏ. Chết rồi, tao quên mất cách làm nó thế nào rồi. Con rau này xả đấy nhỉ? Đòn thơm. Tỏi với xả nấu với nhau được không nhỉ? Được. Tạm quyền bản. Không phải ăn chả đâu. Ừ.
Thế thì lại cho cua vào đảo tiếp. Anh Tân nó béo kinh lắm mày ạ. Ngon không? Vẫn. Thì chưa. Anh ấy thân là mới ngon cơ. Đang làm gì ăn chỗ nào cũng ngon hết. Rồi. Lấy cái mâm lên đây. Đưa đảo lại bảo giấy ra rồi. Tốt nào, đặt tốt nào. Một tí nhiều quá mà lại không ăn được. Ăn được. Biết đâu anh nữa. Anh không biết nấu thật chai nữa. Mà. Thôi không nổi ạ. Mà cô anh tặng với em đây này. Anh đi đâu đi rồi? Ừ, mưa là chín rồi nhỉ. Anh sao? Anh cất con gà đi anh ơi. Làm gì đã chín? Anh đừng, làm gì đã ngấm? Ngấm rồi. Đâu có bạch tạng nữa đâu. Quên mất rồi. Bạch tạng đâu rồi? Đây hả? Ơ sao nó lại nhân giống em một con mày bé nữa này? Đây nữa này, nhiều quá. Con này là con của em mà. Bạch tạng đi ngoài đây. Đấy cũng bạch tạng này. À, chạy nhá. Bạch tạng đâu? Rồi, ok. Ủa bạch tạng của em đâu? Đấy, chưa, cái con kia đi ra dẫn. Anh chắc cái đấy vào làm gì? Muối. Đây muối à? Ừ. Điều. Ê, bạch tạng em đâu? Đấy, rồi, ok. Ê, tê phê. Ê. Chán. Không con à? Vừa khéo kịp giờ ăn tối mọi người ạ. Để em ăn thử, ăn miếng tỏi để đánh giá nhé. Ừ. Mà thật ra mình không biết làm món này lắm. Cứ quên hết cả quá trình làm. Muối không bắt được. Anh, như nào? Mời tất cả các bạn này ăn con cua bạch tạng này. Tất cả mọi người nhé. Cua bạch tạng này thôi không? Ngon lắm, béo. Ăn thử nhé. Giòn. Cắn này. Đây, ăn cua là phải cuốn cái lá này này, mọi người biết lá gì đấy không? Không á. Không, nhầm, lá lốt. Con cua bạch tạng của em ngon cực. Con nào cũng ngon. Ăn cả thế này mới ngon. Con lá lốt vào. Không. Cái gì đấy? Tảng sắc. Này, nó như vậy cuốn mù tạt nữa. Ừ, cuốn mù tạt. Xem gì đấy? Cái gì vậy táo? Quả số mình bắt.